Hôm nay trong bài thứ 5 của khóa học phân tích số liệu trong nghiên cứu học thì chúng ta sẽ thảo luận chi tiết với nhau về cái cách đọc kết quả phân tích, cách trình bày bảng và phiên giải kết quả cho phân tích đối biến, phân tích hồi quy tuyến tính và hồi quy logic. Thế thì cái nội dung ngày hôm nay thì trong một số bài riêng lẻ trong phân tích đối biến, hồi quy tuyến tính và hồi quy logic thì tôi cũng đã trình bày sơ lược với các bạn về cái cách mà chúng ta đọc cái output từ SPSS như thế nào, cách phiên giải kết quả như thế nào. Tuy nhiên thì trong cái bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi cùng với nhau một cách rất là hệ thống về các cái cách đọc output, cái cách trình bày bảng và đặc biệt là phiên giải trong các cái khi chúng ta viết các bài báo hoặc là các báo cáo như thế nào. Cái nội dung ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất là cách đọc output trong SPSS và trình bày bảng cho cái phân tích đối biến. Phần thứ hai là chúng ta phiên giải kết quả mô hình phân tích hồi quy tuyến tính đa biến. Và phần thứ ba là chúng ta phiên giải kết quả mô hình phân tích hồi quy logic. Thế thì chúng ta sẽ đi từng cái phần một. Cái phần thứ nhất là chúng ta sẽ thảo luận với nhau về cách đọc output trong SPSS và trình bày bảng cho phân tích đối biến. Thế thì trên màn hình thì các bạn sẽ thấy một cái ví dụ của cái lệnh chúng ta dùng cross tab giữa hai cái biến. Biến thứ nhất là biến ở đây A2 sex là giới tính, và cái thứ hai là biến age category tức là biến tuổi. Thế thì ở đây xin nhắc lại với các bạn là vẫn là bộ số liệu mà chúng tôi đã cung cấp cho các bạn từ ban đầu, là cái bộ số liệu mà là cái bộ số liệu thực hành của chúng ta. Thế thì các bạn sẽ xem trong bộ số liệu thực hành các cái biến ở trong codebook của chúng ta đã có rồi. Thế tuy nhiên quay lại với phân tích đối biến thì tôi đã trình bày rất là kỹ ở trong bài giảng về phân tích đối biến rồi. Tuy nhiên chúng ta nhắc lại là đây chúng ta dùng lệnh cross tab trong SPSS và chúng ta tìm hiểu cái mối tương quan giữa biến giới tính và biến tuổi theo 3 nhóm. Nhóm tuổi thứ nhất là 15 đến 18, nhóm thứ hai 19 đến 21, nhóm thứ ba là 22 đến 24. Thì đây là trong cái nhóm thanh thiếu niên đường phố, trong bộ số liệu thanh thiếu niên đường phố và Viện Nghiên cứu Y Sinh học làm nghiên cứu tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Thì các bạn sẽ thấy là trong codebook như tôi đã nói lúc ban đầu. Thế thì ở đây là chúng ta tìm hiểu cái mối tương quan giữa hai biến với nhau và chúng ta gọi là phân tích đối biến. Thế thì trong cái ví dụ này thì chúng ta dùng lệnh cross tab và chúng tôi không trình bày cái lệnh chi square, tức là khi bình phương. Khi mà các bạn chạy lệnh cross tab thì các bạn có thể có lựa chọn là có chạy lệnh chi square hay không. Nhưng tuy nhiên trong cái khuôn khổ của bài ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ sẽ không trình bày chi square mà chúng ta chỉ trình bày cái bảng cross tab. Thế thì trên màn hình các bạn nhìn thấy đây là cái output mà SPSS chạy đưa ra. Thế thì chúng ta nhìn và chúng ta thấy rằng là ở phía bên tay trái thì là trình bày cái biến A2 là biến giới tính, có bao gồm mà male là nam giới, female là nữ giới. Bên phía cột phía bên tay phải của chúng ta là biến tuổi, thì chúng ta có 3 nhóm 15, 18, 19, 21, 22, 24 và chúng ta có một cột tổng. Thế thì ở đây thì tuổi thì chúng ta có hai lựa chọn biến tuổi. Biến tuổi thì có thể là biến liên tục, chúng ta sẽ biến liên tục, ví dụ như là tuổi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể lựa chọn là chúng ta gộp các cái nhóm tuổi vào với nhau. Ở đây chúng ta gộp thành 3 nhóm tuổi, tạo thành một cái biến gọi là age category. Thế thì các bạn nhìn rằng ở cái cột mà chúng tôi bôi vàng đây thì các bạn sẽ thấy rằng là có hai cái giá trị. Giá trị thứ nhất là phần trăm ở trong cái nhóm giới tính. Cái thứ hai là phần trăm within age category, tức là phần trăm trong cái nhóm tuổi. Thế thì cái cách đọc như thế nào? Tùy theo cái việc mà các bạn mong muốn trả lời cái câu hỏi như thế nào, hoặc là cái nội dung mà các bạn muốn trình bày như thế nào, thì các bạn sẽ đọc theo cột, tức là cột như thế này, hoặc là theo hàng.
Thế thì ví dụ như nếu mục tiêu của bạn là muốn biết được sự phân bổ của giới tính theo từng nhóm tuổi mà như thế nào, thì chúng ta sẽ đọc theo cột. Mà chúng ta đọc theo cột thì tức là đọc theo phần trăm within age category cut. Các bạn thấy dòng thứ hai đấy, tôi highlight đấy. Đấy, thì nếu như các bạn mong muốn là xem cái sự phân bổ giới tính theo từng nhóm tuổi như thế nào, thì chúng ta sẽ đọc theo cái phần trăm này. Đây tôi các bạn thấy tôi highlight như này. Đấy. Thế thì các bạn có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là khi mà các bạn chạy trong SPSS thì các bạn có thể vào trong option, thì các bạn chọn khi các bạn chạy cross tab, các bạn vào option, các bạn click vào rồi lấy percent trong row, rồi percent trong column, rồi percent total, thì các bạn SPSS sẽ đưa ra cho các bạn đầy đủ tất cả các cái percent như thế này. Tuy nhiên nếu như các bạn muốn tóm tắt thì các bạn là có thể chỉ định SPSS mà chỉ chạy ra cái phần trăm mà các bạn mong muốn thôi. Thế thì ở đây là ở trong ví dụ đầu tiên là chúng ta mong muốn là tìm hiểu cái sự phân bổ của giới tính theo từng nhóm tuổi như thế nào, và chúng ta đọc theo cột, tức là phần trăm within cái biến age category này. Thế thì đây là lệnh syntax trong SPSS, và các bạn nhìn thấy rằng là chúng ta chỉ chọn là column, tức là cao column và percent. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng SPSS sẽ đưa ra cho chúng ta là cái tỷ lệ phần trăm trong cái nhóm mà trong cái biến tuổi, tức là phần trăm within age category. Thế thì các bạn thấy rằng là ở đây chúng ta có chúng ta sẽ đọc theo cái hai cái cột này, là hai cái đọc theo cột dọc, và chúng ta đọc theo cái phần trăm within age category. Thế thì các bạn sẽ trình bày vào bảng. Đây là cách trình bày vào bảng. Thế thì ở bảng thì chúng ta sẽ có ở phía bên tay trái là đặc tính, thì chúng ta đây có giới tính, và chúng ta có male and female, male là nam, female là nữ. Ở các cái cột phía bên tay phải thì chúng ta sẽ có ba nhóm tuổi. Nhóm tuổi thứ nhất là 15, 18, 19, 21, 22, 24 và cái cột tổng số. Thế thì chúng ta trong cột tổng số là chúng ta có cái cỡ mẫu của chúng ta, cỡ mẫu trong phân tích ở đấy là chúng ta là có n bằng 617, và ở đây chúng ta chỉ định là chúng ta ghi chú là chúng ta sẽ trình bày là phần trăm. Tương tự thì trong từng nhóm chúng ta cũng sẽ có n của 15 đến 18 tuổi thì là 111, n của 19 đến 21 là 253, và n của 22 đến 24 là cũng là 253, và chúng ta trình bày các cái phần trăm. Các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta lấy cái phần trăm cột theo cột ở đây. Ở đây ở trong nam giới chúng ta lấy 60,4, các bạn chú ý chúng ta nhìn lại 60,4 chúng ta đưa sang đây. Ở nữ giới chúng ta lấy 39,6 chúng ta đưa đến đây. Ở 19 đến 21 chúng ta lấy ở nam giới là 73,5, ở nữ là 26,5, và tương tự chúng ta có phần trăm của 22 đến 24 và tổng. Thế thì bây giờ chúng ta phiên giải kết quả như thế nào ạ? Thì chúng ta có thể nói rằng là việc đầu tiên là chúng ta sẽ đọc tổng. Thế thì chúng ta có thể nói rằng là trong tổng số mẫu nghiên cứu thì nam giới chiếm 73,6% và nữ giới chiếm 26,4%. Và bây giờ trong từng nhóm tuổi chúng ta có thể phiên giải là trong nhóm từ 15 đến 18 tuổi thì nữ giới chiếm 60,4%, nam giới chiếm 60,4% và nữ giới chiếm 39,6%. Trong nhóm 19 đến 21 tuổi nữ giới chiếm 26,5%, nam giới chiếm 73,5%. Và trong nhóm đối tượng 22 đến 24 thì phần lớn đối tượng là nam giới và chiếm 79,4%, nữ giới là 20,6%. Thế thì đây là mục tiêu của các bạn khi các bạn xem xét là xem cái sự phân bổ của giới tính theo từng nhóm tuổi như thế nào, thì các bạn đọc và trình bày như vậy. Cái cách thứ hai là nếu mục tiêu của các bạn muốn biết là cái phân bố của từng nhóm tuổi trong giới tính theo giới tính, thì các bạn sẽ đọc theo theo hàng, thì chúng ta sẽ đọc là phần trăm within sex. Thế thì chúng ta sẽ có cái lệnh trong SPSS như thế này,
và khác biệt với cái lệnh ở bên trên. Cái lệnh bên trên chúng ta ở sell chúng ta cao và chúng ta chọn là column, thì ở đây sell cao và chúng ta chọn là row tức là đọc theo hàng. Thế thì ở đây đọc theo hàng tức là phần trăm within, phần trăm trong cái giới tính. Thế thì các bạn nhìn ở đây chúng ta sẽ có các cái tỷ lệ phần trăm như thế này đối với lại nam giới, có cái tỷ lệ phần trăm như thế này đối với lại nữ giới. Thế thì chúng ta sẽ trình bày trong trường hợp mà muốn biết cái phân bố của từng nhóm tuổi ở trong theo giới tính như thế nào thì chúng ta sẽ trình bày vào bảng như thế nào. Vậy thì đây là chúng ta sẽ có cách trình bày vào bảng. Đấy. Chúng ta cũng tương tự, chúng ta cũng có về phía bên tay cột phía bên tay phải, chúng ta có cột đặc tính và chúng ta ở đây là giới tính, nam nữ và tổng. Ở đây chúng ta có phía bên các cái cột, từng cột phía bên tay phải của chúng ta là chúng ta có các cái nhóm tuổi 15, 18, 19, 21, 22, 24, và chúng ta cũng có thể có một cái cột tổng tùy theo các bạn. Tuy nhiên ở đây là chúng ta mong muốn là xem xét cái sự phân bổ của nhóm tuổi trong từng cái nhóm giới tính, cho nên chúng ta không có cái cột tổng. Thế thì chúng ta sẽ phiên giải kết quả như thế nào? Thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ phiên giải cái cột tổng ở phía dưới này. Các bạn nhìn thấy rằng là khác biệt với cái bên trên, chúng ta có cột tổng ở phía bên tay phải, cột bên tay phải. Ở cột cái trường hợp này thì chúng ta sẽ lấy cột tổng chúng ta đặt ở dưới là hàng, hàng cuối cùng, cột total. Thế thì phiên giải thì cũng tương tự, chúng ta sẽ phiên giải cột total trước, cột tổng trước. Chúng ta sẽ nói rằng là trong cái tổng số mẫu nghiên cứu thì cái nhóm đối tượng từ 15 đến 18 tuổi chiếm 18%. Từ 19 đến 21 tuổi chúng ta chiếm 41%, và từ 22 đến 24 chúng ta họ chiếm 41%. Thế và theo từng nhóm giới tính thì trong nhóm nam giới thì có 14,8% là nhóm tuổi từ 15 đến 18, nhóm 19 đến 21 chiếm 41%, nhóm 22 đến 24 chiếm 43%, 44,3%. Tương tự trong nhóm nữ giới thì chúng ta sẽ cũng có nhóm 15 đến 18 chiếm 27%, 19 đến 21 chiếm 41,1%, và nhóm 22 đến 24 tuổi thì chiếm 31,9%. Thì ở đây chúng ta có cái phiên giải kết quả và tôi đã viết sẵn ra đây cho các bạn. Các bạn có thể tham khảo trong cái tài liệu kèm theo, các bạn có thể download về. Thế thì đấy là chúng ta vừa ấy, thảo luận qua về cái cách trình bày cái bảng và phiên giải kết quả cho phân tích đôi biến. Bây giờ chúng ta sang phần thứ hai là chúng ta phiên giải kết quả cho cái mô hình phân tích hồi quy tuyến tính đa biến. Thế thì trong cái bài giảng riêng biệt cho phân tích hồi quy đa biến, bao gồm cả hồi quy tuyến tính đa biến và hồi quy logic, thì tôi cũng đã giải thích rất là kỹ càng về các việc các cái bước như thế nào. Thế thì ở đây chúng ta sẽ không lặp lại các cái nội dung đó nữa, các bạn sẽ tham khảo lại trong cái bài giảng số 4. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ lấy các cái ví dụ để chúng ta xem cái cách trình bày phiên giải như thế nào. Mô hình ví dụ của chúng ta ở đây, biến phụ thuộc là số lần đi khám thai trong lần có thai gần nhất. Đấy là biến phụ thuộc. Ở biến độc lập chúng ta có tuổi, có dân tộc, học vấn, tình trạng hôn nhân và nghề nghiệp. Thì đây là trong khác với bộ số liệu của mô hình đôi biến vừa rồi là bộ số liệu về nghiên cứu với thanh thiếu niên đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Thì các bạn cũng sẽ download về ở trong cái phần 1. Thế thì ở đây thì chúng ta dựa trên cái bộ số liệu của nghiên cứu với phụ nữ tuổi sinh đẻ ở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Chúng ta cũng đã có cái bộ số liệu thực hành để các bạn có thể download về codebook. Thế thì ở đây chúng ta mong muốn rằng là chúng ta xem là cái số lần khám thai trong lần có thai gần nhất thì liên quan tới các cái yếu tố nào. Cái mô hình này thì chúng ta cũng đã thảo luận với nhau rất là kỹ ở trong cái bài hồi quy tuyến tính đa biến rồi. Thế thì ở đây tôi vẫn ghi chú lại các cái việc, các cái bước chuẩn bị các cái biến cho mô hình
và sử dụng SPSS, ví dụ như chuyển các biến độc lập và rời rạc về dạng dummy như thế nào, thì các bạn có thể tham khảo trong cái bài giảng, cái handout của bài giảng nó sẽ các bạn sẽ download về kèm theo cái bài giảng này. Và các bạn nhìn thấy là chúng ta chuyển các cái biến, ví dụ như là nhắc lại là chúng ta chuyển biến dân tộc từ rất là nhiều cái giá trị về cái hai giá trị nhị phân, tức là một là dân tộc Kinh và không là cái dân tộc khác. Tương tự học vấn thì chúng ta sẽ tạo thành các cái biến dummy học vấn là EDU 2, EDU 3 và EDU 4. Ví dụ như thế, các bạn sẽ xem xét ngay như tình trạng hôn nhân cũng như vậy. Chúng ta cũng tạo ra các biến dummy cho hôn nhân. Thì các bạn sẽ xem xét, và đây chính là các cái lệnh mà tôi copy trực tiếp từ syntax của SPSS. Các bạn có thể copy thẳng vào SPSS để các bạn chạy trên cái bộ dữ liệu mà các bạn download về. Thế thì sau khi mà chúng ta chuẩn bị được các cái biến cho cái mô hình, thì các cái công thức cho mô hình như thế nào? Thế thì ở đây chúng ta có cái công thức cho mô hình. Về biến phụ thuộc, chúng ta có số lần khám thai, ở đây là cái biến liên tục trong cái lần có thai gần nhất. Ở phía bên các cái biến độc lập thì chúng ta có A là hằng số, B1 là tuổi, tuổi ở đây là chúng ta để là biến liên tục. B2 là dân tộc của chúng ta đã đưa về nhị phân, dân tộc 1 là bằng dân tộc Kinh và không là dân tộc khác. B3 là biến học vấn cấp 2, học vấn cấp 3 là B4, và B5 là học vấn trên cấp 3. Thế thì ở đây thì chúng ta cho học vấn chúng ta có 4 cấp học vấn, thì chúng ta chỉ tạo ra 3 cái biến nhị phân, và cái biến học vấn cấp 1 thì là cái biến tham chiếu. Thế thì tương tự như vậy, cái tình trạng hôn nhân thì chúng ta có biến gốc, chúng ta có 3 cái giá trị là chưa kết hôn, kết hôn và sống chung, ly dị, ly thân quá, thì chúng tôi tạo ra 2 cái biến nhị phân, là thứ nhất là B6 là nhân với cái biến nhị phân là kết hôn và sống chung là bằng 1 và khác thì là bằng 0, và cái biến nhị phân về hôn nhân thứ hai là ly dị, ly thân quá là bằng 1, và các cái tình trạng hôn nhân khác thì bằng 0. Và chúng ta có biến là nghề nghiệp thì 1 thì là nông dân, mà 0 thì là các cái biến khác. Sau đó khi mà chúng ta có các cái biến nhị phân như thế, và chúng ta sẽ đưa vào cái mô hình trong SPSS. Đây là tôi copy nguyên văn cái lệnh trong SPSS, và chúng ta thấy rằng là dependent variable, tức là cái biến phụ thuộc số lần khám thai, tên là Q38 recode ở đây re, và các cái biến độc lập chúng ta nhìn thấy đây là Q2 ethnic city, tức là dân tộc, EDU 2, EDU 3, EDU 4, marriage 1, marriage 2, occupation new. Các bạn sẽ xem trong cái output. Thế thì khi mà chúng ta chạy cái kết quả thì SPSS đưa ra cho chúng ta các cái bảng, có 3 cái bảng như thế này. Và trong cái bài hồi quy tuyến tính thì tôi cũng đã giải thích rất là rõ các cái giá trị ở trên cái bảng kết quả này. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ lướt rất là nhanh. Thứ nhất là cái bảng 1 thì chúng ta sẽ đọc cái giá trị A square. Ở đây là cái hệ số A square của chúng ta, R là chúng ta là 0,16, 0,166, thì chúng ta có thể nói rằng là cái mô hình của chúng ta giải thích cái độ biến thiên trong cái số lần đi khám thai là 16,6%. Như tôi đã nói rằng là trong xã hội học, nghiên cứu xã hội học thì A square này trên 0,3, tức là mô hình của chúng ta phải giải thích được trên 30% cái sự biến thiên của biến đất phụ thuộc thì chúng ta mới cho rằng mô hình là tốt. Tuy nhiên đây chỉ là một cái ví dụ để chúng ta học cái cách mà chúng ta phiên giải kết quả, nên là chúng ta tạm chấp nhận như thế. Ở bảng thứ 2 thì các bạn nhìn thấy chúng ta có các cái cột là beta và các cái test T, cái kiểm định t-test và significant. Thế thì như tôi đã nói rằng bên này là các bạn nhìn thấy các cái biến độc lập. Thế ở đây Q2 là chúng ta có number of year thì chính là tuổi. Thế tuổi thì ở đây là cái biến liên tục.
ethnicity tức là king và other, thì ở đây chúng ta trước chúng ta đặt là king là dân tộc là bằng 1 và other tức là khác là bằng 0. Hôn nhân này chúng ta có marriage 1, ma 1 tức là kết hôn hoặc sống chung, ma 2 là divorce or widow, ở đây tiếng Việt có nghĩa rằng là ly dị, ly thân. Và như thế các bạn sẽ thấy rằng là cái nhóm mà độc thân là sẽ là nhóm chúng ta tham chiếu so sánh. Occupation các bạn thấy đây là farmer và other, tức là farmer là nông dân và other là giá trị không. Biến học vấn thì chúng ta có EDU2, EDU3 và EDU4. EDU2 của chúng ta ở đây khi trước chúng ta đã tạo ra thì EDU2 của chúng ta ở đây là secondary school, tức là học vấn cấp 2, EDU3 là học vấn cấp 3 và EDU4 là cao đẳng hoặc đại học hoặc trung cấp trở lên. Thế thì như vậy rằng là cái mặc định là cái nhóm học vấn là EDU1 và không có, chúng ta không đưa vào trong mô hình. EDU1 là nhóm học vấn là cấp 1 hoặc cấp 1 trở xuống thì sẽ là cái nhóm tham chiếu của chúng ta. Thế thì chúng ta chú ý rằng là khi chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ đọc, đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào cái kiểm định T và cái giá trị, xem cái significant ở đây xem có giá trị có ý nghĩa thống kê hay không cho các cái hệ số tương quan beta này. Thế thì ở đây chúng ta sẽ trình bày kết quả hoặc là đọc kết quả theo các cái giá trị là giá trị beta và significant, và các giá trị kiểm định có ý nghĩa thống kê hay không. Thế thì trước khi mà vào chạy theo vào cái bảng trình bày thì tôi có một số chú ý. Chú ý thứ nhất, chúng tôi nhắc lại là trong mô hình biến hôn nhân, trong mô hình thì cái biến hôn nhân đã được chia làm hai biến nhị phân là ma 1 và ma 2, biến còn lại là single tức là độc thân, được mặc định là biến tham chiếu. Tương tự thì biến edu tức là học vấn thì được tạo thành ba biến nhị phân edu2, edu3, edu4, biến nhị phân cấp 1 primary school là biến tham chiếu. Nhưng mà các bạn chú ý rằng là đây là mô hình chạy với mục đích thực hành thì mô hình chưa phải là cái mô hình tốt. Giá trị a bình phương, r bình phương, a square thì thấp là chỉ có 0,16. Như tôi đã nói là trong xã hội học thì chúng ta muốn rằng là 0,3 tức là 30% giải thích cái biến thiên trong cái biến phụ thuộc. Và như vừa rồi tôi đã nói là chúng ta sẽ chỉ phiên giải các cái biến có mối tương quan có ý nghĩa thống kê trong mô hình hồi quy với p nhỏ hơn 0,05. Các bạn sẽ nhìn vào cái cột là significant là do cái giá trị của cái kiểm định t-test. Và đây chúng ta cũng có cái 95% confidence interval cho cái hệ số tương quan beta. Thế thì chúng ta sẽ xem xét là chúng ta trình bày vào bảng như thế nào. Thế thì ở đây chúng ta có cái bảng thứ ba là bảng số 3, tôi đặt tên là số 3 là bảng hồi quy tiến tính, trình bày cái mối tương quan giữa số lần khám thai và các yếu tố liên quan. Thế thì đây chúng ta giả sử là cái câu hỏi nghiên cứu của chúng ta là yếu tố nào thì liên quan tới cái số lần khám thai trong phụ nữ tuổi sinh đẻ tại Thái Nguyên. Thế chúng ta sẽ thấy rằng là ở cột phía bên tay trái của các bạn thì chúng ta có trình bày là cái biến độc lập và chúng ta có N là bằng 989, tức là 989 phụ nữ. Ở đây chúng ta có biến tuổi, có dân tộc, có nghề nghiệp, có học vấn. Ở phía bên cột phía bên tay phải của chúng ta thì chúng ta để là số lần khám thai trong lần có thai gần nhất, và đây là hồi quy tiến tính cho nên là số lần có thai, đây là biến liên tục. Và chúng ta trình bày hai cái giá trị, giá trị thứ nhất là hệ số tương quan beta và cái thứ hai là 95% confidence interval, tức là chúng ta lấy từ cái bảng số 2 này. Các bạn chú ý đây là chúng ta lấy thứ nhất là giá trị beta, chúng ta lấy trong cái cột beta này, chữ B lớn các bạn nhìn. Cái thứ hai là cái khoảng tin 95%, khoảng tin cậy confidence interval cho beta thì chúng ta lấy là 95% hai cột này. Đây là chúng ta lấy bảng lower và tức là giá trị thấp và upper là giá trị cao. Thì chúng ta trình bày như thế nào? Đây thì như các bạn sẽ thấy rằng chúng ta có hai cột tương tự tương đương đây. Thế thì quay lại với biến độc lập thì chúng ta trình bày như thế nào? Với giá trị với biến tuổi thì bởi vì là chúng ta có biến tuổi là biến liên tục, biến độc lập liên tục, chính vì thế chúng ta để là tuổi. Thế thì với biến dân tộc thì ở đây như các bạn đã biết là chúng ta
đặt kinh với giá trị 1 so với dân tộc khác thì cái biến khác là 0 để tham chiếu. Thế nghề nghiệp chúng ta sẽ so với nông dân bằng 1 và so với nghề khác là bằng 0 là tham chiếu. Học vấn cấp 1 chúng ta để là tham chiếu, học vấn cấp 2, cấp 3, học chấn trên cấp 3 là các cái so sánh. Thế đây chúng ta sẽ lấy các cái giá trị chúng ta lấy từ các cái cột hệ số tương quan beta vào, và 95% confidence interval của cái hệ số tương quan beta chúng ta đưa vào đây. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phiên giải như thế nào? Tôi sẽ phiên giải một số ví dụ cho các bạn. Cái thứ nhất là về tuổi. Thế chúng ta sẽ nói rằng là vì khi chúng ta nhìn thấy ở trong xã hội học thì chúng tôi hay trình bày bằng các cái dấu sao, cái ký hiệu. Cái ký hiệu một sao ở đây chúng tôi là cái kiểm định là có ý nghĩa thống kê. Giá trị là P nhỏ hơn 0,05, 2 sao là P nhỏ hơn 0,01, 3 sao là P nhỏ hơn 0,001, rất có ý nghĩa thống kê. Thế thì ở đây chúng tôi thấy là 3 sao, các bạn nhìn thấy 3 sao, như vậy chúng ta có thể nói rằng là tuổi có liên quan, có ý nghĩa thống kê đến cái số lần khám thai, và cái hệ số beta là 0,06 và có giá trị âm. Ở đây có nghĩa là gì? Trung bình khi một người phụ nữ tăng thêm 1 tuổi thì số lần khám thai giảm đi 0,06 lần, hoặc là giảm đi 6%. Tôi nhắc lại là khi chúng ta nhìn thấy là có ý nghĩa tương quan, chúng ta nói rằng là tuổi có liên quan, có ý nghĩa thống kê đến số lần khám thai trong lần có thai gần nhất. À, trung bình khi tăng thêm 1 tuổi thì số lần khám thai phụ nữ giảm đi 0,06 lần. Dân tộc kinh thì chúng ta hơi khác biệt một chút, là bởi vì là đây là biến nhị phân, kinh bằng 1 và các cái giá trị khác là bằng 0. Thế thì chúng ta sẽ phiên giải như thế nào? Ở đây beta là 0,11. Thế thì chúng ta thấy rằng là không có cái dấu sao nào, và như vậy là không có ý nghĩa thống kê, chính vì thế mà chúng ta sẽ không phiên giải. Ở nghề nghiệp chúng ta sẽ thấy rằng là giá trị beta bằng âm 0,55 và chúng ta thấy 3 dấu sao ở đây, thì chúng ta sẽ thấy rằng là rất có ý nghĩa thống kê. Thế chúng ta sẽ phiên giải như thế nào ạ? Đấy, thì ở đây nông dân thì là tham chiếu, và ở đây nông dân là nhóm so sánh và nhóm tham chiếu là nghề khác. Thì chúng ta sẽ phiên giải như thế này. Tương tự như tuổi thì nghề nghiệp cũng có liên quan đến số lần khám thai. Thế thì trung bình số lần khám thai ở những người làm nghề nông nghiệp thì có xu hướng thấp hơn 0,55 lần so với những người làm nghề khác. Thế thì tiếp theo là chúng ta có thể tham khảo và chúng ta có thể phiên giải cái học vấn. Học vấn ở đây thì trong ba cái giá trị, cái biến thì chúng ta thấy học vấn trên cấp 3 thì có ý nghĩa thống kê là với P nhỏ hơn 0,01, thì chúng ta nói rằng là học vấn cũng có liên quan đến số lần khám thai. Thì số lần khám thai ở nhóm học vấn trên cấp 3 thì cao gấp 0,69 lần so với nhóm học vấn cấp 1 là cái học vấn tham chiếu. Ở đây thì với mục đích thực hành thì các cái biến khác thì chúng tôi không thực trình bày trong cái bảng này. Thế thì cái phiên giải kết quả này tôi cũng đã ghi chép rất là rõ để cho các bạn, để trong các bạn có thể tham khảo khi các bạn xem trong các cái tài liệu mà các bạn tải về từ từ cái giao diện học của các bạn. Thế thì đấy là chúng ta phiên giải kết quả cho cái mô hình hồi quy tuyến tính. Thế thì bây giờ chúng ta đến phần thứ ba là chúng ta phiên giải kết quả cho mô hình hồi quy logic. Thế thì ở đây thì cái dữ liệu của chúng ta là bộ số liệu của nghiên cứu với thanh thiếu niên đường phố mà có tại Viện Nghiên cứu Y Sơ Học làm tại Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì các bạn cũng đã có download cái bộ số liệu dữ liệu này về rồi. Thế thì ở cái mô hình ví dụ này thì ở biến phụ thuộc chúng tôi có là kiến thức đúng về HIV. Ở đây chúng ta sẽ không để là cái biến liên tục mà chúng ta đưa về là biến nhị phân. Biến phụ thuộc ở trong hồi quy logic là biến nhị phân, là kiến thức đúng thì là có mà bằng 1 và kiến thức không có kiến thức đúng thì là bằng 0. Các biến độc lập ở đây thì chúng ta có cái tiếp cận với dự án nam, có học vấn, có giới tính, có tuổi, có nghề kiếm sống, có nhóm thanh thiếu niên đường phố. Thế thì cái giả thuyết nghiên cứu của chúng ta ở đây là gì? Giả thuyết nghiên cứu của chúng ta ở đây là tiếp cận với dự án nam thì sẽ làm tăng cái kiến thức đúng về HIV của nhóm thanh thiếu niên đường phố. Thế thì như tôi đã giảng rất là kỹ ở trong cái phần cái bài hồi quy logic.
là chúng ta sẽ phải chuẩn bị các cái biến để đưa vào mô hình. Thì ở đây chúng ta phải đưa hết các cái biến mà biến định danh ở phía bên biến độc lập về biến nhị phân. Thì ở đây chúng ta sẽ có rằng là mô hình của chúng tôi, chúng ta để ở đây có thứ nhất là kiến thức đúng về HIV là biến phụ thuộc thì có bằng 1, tức là có kiến thức đúng là có và không, có và không có kiến thức đúng là bằng 0. Ở các cái biến phía bên tay phải chúng ta có các cái biến độc lập B0 là hằng số, B1 và nhân với tiếp cận dự án là tiếp cận dự án nam là có tiếp cận là bằng 1, không tiếp cận bằng 0. B2 là trung học cơ sở, trung học phổ thông trở lên. Như các bạn đã biết là chúng ta để lại cái biến nhị phân là B1 là dưới là cấp 1 là biến tham chiếu. Ở đây là B4 là sử dụng ma túy không tiêm trích, B5 là sử dụng ma túy tiêm trích. Thì ở đây thì không sử dụng ma túy sẽ là biến tham chiếu. B6 là làm nghề nghiệp thì chúng ta có làm việc phạm pháp là bằng 1, B6 và các cái làm việc khác thì là bằng 0. B7 là làm nghề mại dâm thì bằng 1, các cái nghề khác là bằng 0. B8 là nghề thủ công bằng 1 và nghề khác là bằng 0. Và không làm việc bằng 1 và cái nghề khác là bằng 0. Thì đấy, riêng về nghề nghiệp chúng ta đã phải tạo ra 1, 2, 3, 4, 4 nghề biến nhị phân. Và tương tự như thế thì các biến giới, nhóm thanh thiếu niên đường phố, quan hệ đồng tính nam cũng được đưa vào mô hình và chúng ta cũng phải đưa về nhị phân. Tuy nhiên không, chúng ta không trình bày tại cái bài ngày hôm nay. Thì cái lệnh chạy trong SPSS sau khi mà chúng ta có các biến, thì đây là tôi copy nguyên cái lệnh chạy trong copy trong SPSS. Thì các bạn thấy rằng là ở cái variable ở đây thì chúng cái biến đây chúng ta có cái biến là kiến thức đúng về HIV và recode, tức là 1 là đúng và 0 thì là không có kiến thức đúng. Ở đây có các cái biến độc lập thì các bạn thấy rằng là expo nam, tức là tiếp cận với dự án hay không, edu 2, edu 3, các cái sy, se cat, tức là thanh thiếu niên, nhóm thanh thiếu niên đường phố, tuổi 2, tuổi 3, có quan hệ tình dục đồng tính hay không, sex worker, tức là gái mại dâm, làm nghề mại dâm hay không, có tiêm trích ma túy, sử dụng ma túy nhưng không tiêm trích. Và đây là các cái biến về nghề nghiệp. Đấy. Các bạn thấy rằng là sau khi mà chúng ta chuẩn bị các cái biến độc lập nhị phân xong thì chúng ta sẽ đưa vào đây, đưa vào trong cái mô hình như thế này. Thế và chúng ta chạy, thế thì SPSS sẽ đưa ra chúng ta cũng có các cái bảng chính như thế này. Bảng thứ nhất là bảng mà chúng ta đọc là trừ 2 log likelihood, và chúng ta thấy rằng là 713. Như tôi đã nói trong bài hồi quy logic thì cái biến cái giá trị này thì càng nhỏ thì có nghĩa rằng là cái mô hình của chúng ta càng tốt. Cái thứ hai là chúng ta có cái Homer and Lemercier test, ở đây chữ none tức là không có ý nghĩa thống kê. Như tôi nói là nếu không có ý nghĩa thống kê thì chúng ta thấy rằng là cái mô hình của chúng ta là tốt. Và tôi đã nói rất là kỹ trong cái bài hồi quy logic trong bài số 4, các bạn có thể tham khảo lại. Thế thì chúng ta chú ý đến cái bảng thứ ba mà chúng tôi copy nguyên văn từ SPSS. Bảng thứ ba là các cái giá trị mà chúng ta sẽ đưa ra trong trình bày bảng. Thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta có cột beta và các cái kiểm định significant. Đây các bạn thấy rằng significant. Thế tuy nhiên cái điểm khác biệt ở trong hồi quy logic thì là chúng ta sẽ không đọc beta mà chúng ta đọc exponential beta, chính là cái cột như thế này. Bởi vì khi exponential beta lên thì chúng ta đây chính là cái giá trị OR, tức là odds ratio, tỷ suất chênh, và chúng ta có 95% confidence interval cho cái tỷ suất chênh. Đây là chúng ta có cái giá trị dưới và giá trị trên. Ở phía bên cột phía bên tay trái của các bạn nhìn là chúng ta có các cái biến ở đây là chúng ta vừa ấy, cũng giống như là trong tôi đã giảng trong cái phần hồi quy tuyến tính. Như ở trên trình bày trên thì chúng ta có các cái biến nhị phân của các cái biến độc lập ở đây. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ lấy số liệu, lấy giá trị OA ở cái cột này, lấy giá trị 95% confidence interval ở hai cột này, cái significant tức là kiểm định có ý nghĩa thống kê hay không chúng ta lấy ở cột này,
và chúng ta sẽ trình bày vào bảng. Thì các bạn sẽ xem cái cách chúng ta trình bày ở bảng. Thì ở đây chúng ta có bảng số 3, tức là chúng ta lấy từ cái output vừa rồi ra, trong SPSS ra. Để chúng ta có cái bảng số 3, tiêu đề của bảng là mô hình hồi quy logic về kiến thức đúng toàn diện về phòng chống HIV giữa hai nhóm tiếp cận là không tiếp cận dự án. Thế ở đây rõ ràng là chúng ta có cái giả thuyết nghiên cứu là khi thanh thiếu niên đường phố được tiếp cận dự án thì cái kiến thức đúng toàn diện về phòng chống HIV là sẽ có kiến thức đúng. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở cái bảng chúng ta có hai cái cột, cột phía bên tay trái là chúng ta trình bày các cái biến độc lập, và chúng ta nhìn thấy N bằng 582. Các cái biến độc lập là tiếp cận với dự án nam, là không được tiếp cận là nhóm, tôi đề đây là reference, tức là nhóm tham chiếu, được tiếp cận là nhóm so sánh, ở học vấn là tiểu học là tham chiếu, trung học cơ sở và lớn hơn trung học cơ sở là so sánh, sử dụng ma túy là không sử dụng là tham chiếu, có sử dụng ma túy nhưng không tiêm trích, đang tiêm trích là nhóm so sánh, nghề kiếm sống chúng ta để bán rong và đánh giày là tham chiếu, và các nghề khác là phạm pháp, mại dâm, tiểu công, không việc làm là tham chiếu, là so sánh, xin lỗi. Thế thì mô hình này thì chúng ta đã chạy có cả các cái giới tính, tuổi, nhóm thanh niên đường phố và quan hệ tình dục đồng giới. Tuy nhiên chúng ta không trình bày vào bảng bởi vì cái giả thuyết của chúng ta là không tìm hiểu các yếu tố liên quan. Thế chính vì thế mà chúng ta có thể nói rằng là mô hình được kiểm soát bởi các yếu tố giới tính, tuổi, nhóm thanh niên đường phố, quan hệ đồng tính MSM và các nghề kiếm khác, các cái biến khác. Thế thì quay lại với cái bảng thì chúng ta sẽ đọc như thế nào? Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có cái biến phụ thuộc ở đây là chúng ta là có kiến thức đúng toàn diện về phòng chống HIV hay không, nó là có là 1 và không là 0. Thế thì chúng ta có odds ratio OA, và như tôi vừa nói là chúng ta có chính là exponent của giá trị beta, và chúng ta có 95% confidence interval, tức là 95% độ tin cậy, khoảng tin cậy. Thế thì ở đây cũng có là chúng ta có cái dấu hiệu, chúng ta đặt là dấu hiệu có sao, nếu có một sao thì là p nhỏ hơn 0,5, 2 sao là p nhỏ hơn 0,1 và 3 sao là p nhỏ hơn 0,01. Thế thì chúng ta sẽ đọc như thế nào? Đây chúng ta sẽ dựa trên cái giả thuyết, và chúng ta sẽ đọc giả thuyết chúng ta đầu tiên. Thế thì chúng ta nhìn vào cái biến là tiếp cận với dự án nam hay không, thì chúng ta nhìn thấy là được tiếp cận thì thấy rằng là cái ba dấu sao như thế, chúng ta sẽ lấy rằng mối tương quan là rất có ý nghĩa thống kê, và cái odds ratio tỷ suất chênh chúng ta thấy là 3,13. Như vậy chúng ta sẽ đọc thế nào? Chúng ta đọc là mô hình hồi quy được áp dụng với biến kết quả là kiến thức toàn diện về HIV được kiểm soát bởi biến tuổi, trình độ học vấn và các biến quan trọng khác, thì cho thấy rằng là thanh thiếu niên đường phố tiếp cận với dự án nam thì có kiến thức đúng toàn diện cao ít nhất là 3 lần so với cái nhóm không tiếp cận dự án. Thì ở đây là ở cái nhóm reference, tức là nhóm tham chiếu. Thế thì đây là chúng ta đọc một cái biến chính theo cái giả thuyết của chúng ta. Thế tuy nhiên nếu mà các bạn muốn đọc các cái biến khác thì các bạn có thể đọc. Ví dụ như là học vấn thì các bạn thấy rằng là ở trung học cơ sở, trên trung học cơ sở thì có một dấu sao như thế là có ý nghĩa thống kê, có liên quan. Chúng ta có thể đọc là ở nhóm mà có học vấn là trung học cơ sở thì cái tỷ suất mà có cái kiến thức đúng toàn diện về phòng chống HIV cao gấp 2 lần so với nhóm tiểu học. Thế tương tự là các bạn sẽ thấy rằng là các cái biến khác các bạn sẽ đọc tương tự. Thế thì đây tôi cũng đã viết rất là rõ về cái cách mà đọc cái tỷ suất chênh như thế nào. Các bạn sẽ tham khảo trong cái bài mà các bạn download về. Thế thì ngoài ra thì tôi cũng có một cái ví dụ là bảng 4 là mô hình hồi quy logic về sử dụng bao cao su với bạn tình, và các cái biến là biến phụ thuộc và các biến độc lập thì cũng tương tự như cái mô hình ở bên trên. Thế thì tôi không copy cái output từ SPSS, tuy nhiên các bạn có thể thấy ví dụ để chúng ta đọc. Thì là biến phụ thuộc là sử dụng bao cao su với tất cả các lần quan hệ tình dục, tức là giá trị có, và không sử dụng bao cao su với tất cả các lần quan hệ tình dục giá trị không, thì chúng ta cũng có tỷ suất chênh là 95% confidence interval. Và chúng ta cũng sẽ đọc rằng là ví dụ như là trong cái biến tiếp cận dự án nam hay không, chúng ta thấy là có giá trị ý nghĩa hai dấu sao, tức là cái mối tương quan của hệ thống kê, và cái tỷ suất chênh là 2,15, thì chúng ta nói rằng là trong nhóm thanh thiếu niên đường phố có tiếp cận với dự án thì cái khả năng mà có sử dụng bao cao su với tất cả các lần quan hệ tình dục
thì sẽ cao gấp 2 lần so với nhóm không tiếp cận. Thế thì kiểm soát cho các cái biến khác. Thế thì các bạn sẽ tham khảo kỹ hơn ở trong cái tài liệu mà các bạn download về. Thế thì đây thì cũng là một cái bài mà chúng ta thảo luận chi tiết với nhau về các cách chúng ta đọc output từ SPSS và cái cách trình bày bảng, cách phiên giải. Thế thì là bài số 5 và cũng là bài đóng lại cái khóa học phân tích số liệu trong nghiên cứu học. Thì chúc các bạn thu thập được các cái kiến thức cần thiết cho mình qua cái khóa học, và mong rằng là các bạn sẽ sử dụng các kiến thức này và kỹ năng này tốt hơn trong tương lai khi các bạn làm các nghiên cứu. Xin cảm ơn các bạn.